Trung tâm CBBS xin kính chào toàn thể các bạn. Trong nội dung của video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đấu nối mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đấu nối cái mạch động lực trước nha. Thì trên mạch động lực nó gồm có 3 thiết bị chính là MCB, conductor và rơ le nhiệt nha. Thì tương ứng với thiết bị thật của nó là đây là cái MCB 3 cực. MCB 3 cực 1, 2, 3. Còn đây là MCB 2 cực 1, 2, những cái 2 cực thôi. Còn đây là CB 3 cực 1, 2, 3. Rồi thì nhiệm vụ của cái CB này là dùng để đóng cắt và bảo vệ ngắn mạch nha. Dùng để bảo vệ ngắn mạch ở phía sau cái CB này nha. Nếu xảy ra ngắn mạch 2 trong 3 pha hoặc là 3 pha chậm với nhau thì nó CB này nó sẽ nhảy. Hoặc là cái động cơ này nó bị quá dòng, quá dòng cái quá cái dòng định mức trên CB thì nó cũng nhảy nữa nha. Rồi. Thứ hai là cái conductor. Đây là chính là conductor. Thì nguyên tắc hoạt động của conductor là khi mình cấp nguồn vào hai đầu cuộn dây A1, A2 là hai chân này thì conductor này các tiếp điểm của nó là sẽ thay đổi trạng thái hở thành đóng và đóng thành hở. Thì đây là hai đầu cuộn dây của conductor. Điện áp của nó là trên này nó ký hiệu là 220V AC. Tuy nhiên cũng có những loại conductor là nó có cuộn dây có điện áp là 24V DC cũng có, hoặc là 380V AC cũng có nha. Rồi thì đây là ba cái tiếp điểm động lực 1, 2 và 3. Đây là đầu vào của tiếp điểm động lực này. Còn đầu ra của tiếp điểm động lực này, đó, nó có ba cái tiếp điểm động lực dùng để là đóng mở cái mạch động lực này nha, dùng để đóng mở mạch động lực này, cấp điện cho motor. Và bên hông này là tiếp điểm điều khiển. Tiếp điểm điều khiển thì tùy theo cái model mà nó có một tiếp điểm điều khiển hay là một tiếp điểm điều khiển thường hở và một tiếp điểm điều khiển thường đóng. Tùy theo conductor thì hiện tại thằng này nó chỉ có một cái tiếp điểm thường hở thôi, ghi NO nè. Đó, đây. Đó là hai chân này là tiếp điểm điều khiển. Thì cũng có những cái hãng khác thì nó có một tiếp điểm thường hở và một tiếp điểm thường đóng. Thì như vậy thì conductor nó sẽ động lực là đang hở đúng không? Sẽ đóng lại, cấp điện cho motor. Và các tiếp điểm điều khiển là ví dụ như đang hở thì sẽ đóng lại, mà đang đóng thì hở ra. Còn dưới này là cái rơ le nhiệt. Rơ le nhiệt, rơ le nhiệt nguyên tắc của nó là nó sẽ bảo vệ quá tải nha, quá tải nhiệt nha. Ở trong nó có cái thanh lưỡng kim, khi nó bị quá tải dẫn đến quá dòng thì nó thanh lưỡng kim này nó sẽ cong lại và nó sẽ hở nhả cái mạch động lực ra nha. Và trên cái rơ le nhiệt này nó có hai cái tiếp điểm, một tiếp điểm là ký hiệu NO là hai chân này là tiếp điểm điều khiển, là NO là thường đóng, còn hai chân này bên phải là NC là thường hở nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nối mạch động lực. Thì đầu tiên là nguồn điện 3 pha L1, L2, L3 thì chúng ta sẽ đấu vào ba đầu đầu với ba đầu trên của CB này, L1, L2, L3 đấu vào đây nha. Thì ở đây chúng ta không có là điện động lực thì điện 3 pha thì ta cứ để trống ba đầu này nha. Rồi còn phía ngõ ra của CB là ba đầu này, chúng ta sẽ đấu vào ba cái tiếp đầu trên của ba cái tiếp điểm động lực của conductor.
Rồi. Thì đầu trên có ba tiếp điểm động lực conductor chính là ba cái chân này. Đó. Ký hiệu là L1, L2, L3 đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu từ CB, nó ra với CB. Rồi. Cực số 1 của CB thì được đấu vào phía trên của tiết điểm động lực, cực số 1 của tiết điểm của conductor ha. Đấu vào đây. Sau 1 giây nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu cực số 2 ha, của từ CB xuống conductor. Rồi, cực số 2 của CB sẽ đấu vào cực số 2 của conductor nha các bạn. Rồi, tiếp theo là chúng ta đấu cho cái pha số 3 của nó từ CB xuống conductor. Rồi như vậy là chúng ta đã đấu xong từ CB xuống conductor. À, rồi, nhỏ ra conductor thì đấu vào rệ nhiệt thì hiện tại đã đấu rồi nha. Hiện tại là rệ nhiệt này có ba cái thanh, ba cái chân đã đấu vào vào conductor là dính rồi ha. Rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đấu từ rệ nhiệt qua qua motor luôn. Thì ở đây chúng ta không có chỗ để lắp domino, do đó là ta đấu trực tiếp từ rơ nhiệt qua motor luôn. Thì motor này nó có ba sợi dây UVV kép nha. Chúng ta sẽ đấu vào hai cực của rơ nhiệt nha. Đầu tiên là đấu U trước. Rồi như vậy là chúng ta đã đấu xong là từ rơ nhiệt qua motor rồi nha, và chúng ta đã hoàn thành xong cái mạch động lực từ CB xuống conductor và
Conductor qua rờ lây nhiệt, từ rờ lây nhiệt xuống motor. Nếu mà chúng ta khởi động motor mà thấy nó quay ngược chiều á, thì chúng ta sẽ đảo thứ tự hai trong ba pha của motor này, ví dụ như là U và V và V và U, hoặc là V và V kép và V kép và U, đổi thứ tự hai trong ba pha thì cũng motor sẽ quay, nó sẽ đổi chiều con motor nha, chiều quay motor. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Gặp lại các bạn trong video tiếp theo.